Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube Đất Nặng của mình nhé. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau nặn một chú ốc sen nhé các bạn. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một màu cam. Màu cam này mình phải sử dụng trộn cùng với màu hồng nhạt này nhé. Mình sẽ nắp lại cái phần này không là nó khô nhé. Mục đích của chúng ta trộn màu này để cho màu nó nhạt hơn nhé, để làm cái phần và cái video mình đã hướng dẫn cho mọi người cách để tô màu cho cái chú rùa này của mình đã kết thúc ở đây nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tôi sẽ tiếp theo, và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh của mình bằng cách cho mình xin một like, một lượt share, đăng ký kênh. Tại ở bên trên nó sẽ có nút thông báo của chúng ta, sẽ ấn luôn nút thông báo để khi mình up video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và sẽ xem được cái video của mình là một cách sớm nhất và nhanh nhất có thể đó ạ. Mình sẽ nặn thành cái hình hình ốc sen nhé. Các bạn nặn dài lên. Các bạn cuộn tròn này nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng màu hồng để làm đầu cho chú ốc sen nhé. Mình đã tô màu xong cho cái phần mái tóc của cô gái này. Và tiếp theo là đến phần bộ váy áo của cô gái này nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ sử dụng màu xanh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tô màu cho một bức tranh, đó chính là hình ảnh cô gái Lolita. Và bây giờ các bạn tạo hình tròn nhé. Màu cho hình ảnh cô gái Lolita này của mình nhé. Rất là xinh đẹp luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ tô màu thôi. Sau này các bạn nhớ theo dõi hết video này để biết cách để tô màu cho bức tranh của mình nha mọi người. Lại phần đầu với ốc sen nhé. Đầu tiên mái tóc của cô gái này thì mình sẽ tô màu cam nhé. Đây là màu vàng. Tiếp theo là đến phần chân váy. Dùng màu vàng mà tôi sẵn trí trước. Sau đó thì tôi màu cam. Là mình gắn cái đầu của ốc sen này vào nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu đen để làm mắt nhé. Mình sẽ sử dụng một chiếc tăm nha các bạn, để gắn cái đầu mắt của ốc sen vào. Và chúng ta hãy bọc cái phần chiếc tăm này lại nhé. Bộ đồ này có rất là nhiều họa tiết. Mình sẽ cắt cái phần này này. Cắt
cho cái phần tăm lên vào đây nhé. Đây là phần mắt của chú ốc sen đó bạn. Cái tiếp theo là màu vàng cho cái tô hồng tiếp theo. Và tiếp theo là màu xanh dương cho cái mơ. Và mình sẽ tạo cái miệng cho chú ốc sen này nha các bạn. À, mình đã hoàn thành xong chú ốc sen này rồi các bạn ạ. Tiếp theo phần bên dưới thì mình sẽ đổ vào xung quanh nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Và các bạn đừng quên subscribe và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Bye bye.